này xuống chợ nào bà kìa, bà mặc quần cho em kìa, chuyên bán đấy nhưng mà cái lợn to á, bà hay mới xuống một mua lợn to luôn, một con giày này này trắng tinh ở con ép này. Được rồi, được rồi, em mặc được rồi, im để bà mặc món nó kiểu vẹt đấy. Con này con hủ gì ok nhá, gì không không à, lúc đấy thì cũng nhẹ thôi, nhẹ không kê thì cái kẻ của nó khóc ấy. Đấy, 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 chị tui. Em khóc rồi. Thơ đến rồi nó khép kẹo một đạo. Ghê, 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 ghê. Ghê, ghê. Ôi, chị thơm. Bây giờ bọn này nó quấn hết vào. Thích thì coi em thật đấy. Ôi, quấn anh á. Thật, bây giờ coi em thật là câu á. Cũng là câu này. Ôi, cho anh lại làm. Đấy, nó mạnh chân mạnh tay lắm. Khóc rồi. Lại chạy đi lấy dầu ấy. Không. Tưởng em đau là chạy đi lấy dầu.